mọi người. Hôm nay vợ chồng em qua Đức chơi với mọi người, sẵn tiện em quay cảnh xung quanh đây cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ ở đây ta trang trí cây thông Noel đẹp lắm mọi người, để em quay vòng vòng cho mọi người xem nha. Cảnh xung quanh ở đây nè mọi người. Bây giờ là gần tới Noel á, bởi vì người ta trang trí mấy cây thông phía trên đẹp quá mọi người. Xung quanh đây có rất nhiều tiệm quần áo nha mọi người. Có rất nhiều tiệm quần áo. Rồi phía bên kia thì có nguyên một cái khu đó bán đồ ăn. Lát em lên phía trên em quay cho mọi người xem. Đây phía trên nè mọi người, phía trên người ta trang trí đẹp quá trời luôn. Có nhiều tiệm lắm đó mọi người. Ở phía trước đó là bán đồng hồ. Để em đi lại tới đó em quay cái mấy cái đồng hồ cho mọi người xem. Đây là đồng hồ nè mọi người. Đây là đồng hồ hiệu Hugo Boss. Đây. Một cái khoảng chừng 250. 300 mấy cũng có, 200 mấy cũng có. Còn bên đây là hiệu tôm mì nè mọi người. Đây hiệu tôm mì, cái này đồng hồ nam. Phía bên đây thì Michael Kors. Đây. Phía bên đây thì Michael Kors mọi người. Phía dưới là có rất là nhiều đồng hồ, nhiều hiệu khác nhau. Còn ở đây là hiệu Armani nè mọi người. Đây. Phía dưới. Còn đây là hộp sồn đó mọi người. Nó cũng có giá tiền phía dưới á. Đây nó có bán nhẫn, dây chuyền, lắc, đủ thứ hết. Đây. Nó có giá mỗi một món vậy, nó có giá phía dưới nha mọi người. Đây. Có rất nhiều mẫu. Cái chỗ này lớn lắm, cái gì cũng có bán hết. Đây. Đây nè mọi người. Nó có giá tiền ở phía dưới. Đây có rất nhiều mẫu đẹp. Đây. Xin chào mọi người, đây là tiệm quần áo hiệu Zara nè mọi người. Để em quay xung quanh đây cho mọi người xem nha. Đây là quần áo hiệu Zara đó mọi người. Tiệm này cũng lớn lắm. Nó có bán jean, rồi áo thun, áo len, giày, túi xách. Cái gì cũng có hết. Đây, người ta trang trí mấy cái cây thông Noel có gắn đèn đồ lên ban đêm ở đây đẹp lắm. Ở phía dưới này có một cái cây thông lớn lắm mọi người. Đây. Mọi người xem video của em, mọi người đừng quên bấm nút like, đăng ký theo dõi để ủng hộ kênh của em nha mọi người. Xung quanh đây thì người ta trang trí là rất là đẹp. Bên đây nữa nè mọi người. Đây.
phía dưới thì người ta trồng mấy cái cây xanh, với có chỗ cho người ta ngồi ở dưới. Ở đây là tiệm quần áo hiệu Zara nè mọi người. Nãy em có vô trong đây quay xung quanh trong tiệm cho mọi người xem. Đây, đây quá trời đẹp luôn. Xung quanh ở đây toàn là tiệm quần áo không đó mọi người. Ở bên đây có quán cà phê nè mọi người, cho người ta ngồi uống cà phê. Phía dưới thì tiệm quần áo. Phía dưới đó cũng có quán cà phê nữa đó mọi người. Đây. Ở phía trong đây á, không có lạnh mọi người. Phía trong đây á, phía trên người ta có làm cái nóc á, không có lạnh. Với ở phía trong nó cũng có nhiều lò sưởi á, bởi vì không có lạnh. Ở trong đây ấm lắm. Ở đây mà đi chơi mà đi lại đây á, trời mưa gì cũng không sợ hết, tuyết gì cũng đi được hết. Ghế cho người ta ngồi nè mọi người. Rồi trên cái đường đi người ta cũng trang trí mấy cái dây đèn nhìn đẹp. Mà đi xuống dưới quay xung quanh ở dưới cho mọi người xem nha. Em đang đứng ở trên lầu, ở phía bên đó là cái thang cuốn cho người ta đi xuống. Còn ở đây là thang máy nè mọi người. Cái cây này là thang máy, còn phía bên kia là thang cuốn. Phía trên này người ta trang trí đẹp quá mọi người. Đây là túi sách nè mọi người. Túi sách mấy có rồi. Đây, ở đây có túi sách với quần áo. Đây, phía trong tiệm có mấy cái loại nước này, giống như đá bào. Cái này là cà rem. Cà rem đây ngon lắm mọi người. Đây là bánh mì cá bắp nè mọi người. Người ta đang làm bánh mì cá bắp, người ta đang bán cho khách. Xung quanh ở đây á, bán rất là nhiều đồ ăn á mọi người, nhiều lắm. Món nào cũng có hết. Đây có rất nhiều đồ ăn. Người ta đang sắp hàng mua. Đây chồng em đang sắp hàng để mua đồ ăn nè mọi người. Hai đứa em sẽ ăn cái này. Chồng em đang mua. Chồng em mua bánh mì hamburger ăn. Đây em mới mua cái này nè mọi người. Đây là mấy cái gao á mọi người, gao người ta trộn. Còn đây là bánh mì. Bánh mì ở phía trong nó có thịt gà với có chút xíu gao, với nó có phô mai. Còn ở đây là gà chiên nè mọi người. Gà chiên với khoai tây chiên. Ở đây có thêm một ly nước ngọt. Ngọt Coca-Cola. Một phần như vậy là 10 đồng đó mọi người, là 250 ngàn tiền Việt Nam.
đây. Em ăn khoai tây nha mọi người, khoai tây chiên. Bữa nay ở đây đông lắm đó mọi người. Bữa nay ở đây đông người lắm. Khoai tây chiên này cũng ngon. Cái này là cái đồ cho mình đổ vô đây mình chấm. Mình chấm khoai tây chiên đó mọi người. Cái này là cái giấy. Cái này là giấy cho mình chùi tay á, mình ăn xong cái mình chùi tay. Bữa nay ở đây vui lắm đó mọi người. Đông lắm. Ở đây hầu như ngày nào cũng đông hết. Ở đây nhiều người ta thích ăn khoai tây chiên lắm đó mọi người. Ở đây á, chỗ nào cũng bán khoai tây chiên, nhiều chỗ bán. Đây là gà nè mọi người. Cánh gà cái người ta lăn bột có chiên. Cũng ngon lắm. Ngon. Nó cay cay nha. Xong rồi em đi vòng vòng ra ngoài trước, em quay thêm chút nữa cho mọi người xem nha. Mình đi lại đó mình mua đồ ăn á, xong cái mình lại đây có bàn cho mình ngồi. Ở đó bán nhiều món lắm mọi người, món nào cũng có lắm. Bây giờ trời lạnh nè mọi người, ở vậy phải mặc áo dày. Bây giờ ai ra đường cũng phải mặc áo lạnh. Trời bắt đầu lạnh rồi. Tháng sau là mùa đông. Gà chiên này cũng ngon lắm mọi người. Ở phía trong người ta bỏ chút xíu ớt á, cái nó cay cay, ngon, nó giòn. Bữa nay em đi á, không phải là ngày cuối tuần á, mà đi mà ngay ngày cuối tuần á, còn đông dữ nữa. Mua đồ ăn là đứng xếp hàng lâu lắm, với lại không có bàn cho mình ngồi nữa đó mọi người. Hôm nay em đi không phải cuối tuần, bởi vì cũng không có đông chơi lắm. Thường em ăn cái này á là em ăn khoai tây chiên với gà không mà mọi người. Còn chồng em á thì ăn hâm bừng với ăn mấy cái rau trộn. Em không có thích ăn hâm bừng. Phía trong này ấm lắm á mọi người. Phía trên có cái nóc ở trong ấm lắm. Phía bên đây có một cây thông lớn, thiệt là lớn luôn. Lát nữa để em quay cho mọi người xem. Kế bên em có một cây thông lớn. Nãy em tính ngồi gần cái bên đó, nó ngồi gần cây thông á, mà ở đó người ta ngồi hết này, bởi vì em ngồi hơi xa một chút xíu. Em ăn sống này rồi em đi ra ngoài quay cho mọi người xem ở phía ngoài nữa. Đây là cây thông Noel nè mọi người. Lớn lắm, ở ngoài lớn. Người ta trang trí phía trong chỗ cô bán đồ ăn đó. Đây. Xung quanh đây rất là nhiều người ta ngồi. Nhiều lắm ở đây đâu. Bây giờ em đi lên phía trên. Bậc này là cho người ta ngồi ở đây nè mọi người. Đây nè. Có mấy cái bậc đó, cái người ta ngồi đó chơi, nhìn xuống xem cảnh xung quanh. Phía dưới đây người ta trồng mấy cây xanh nó đẹp lắm mọi người. Đây ở đây phía trước này thì biết kiến.
phía dưới thì ta trồng mấy cái cây xanh tới bên kia luôn mọi người. Cái màu đen đằng đó là thang mái, cái màu đen phía trước đó là thang mái. Xung quanh ở đây toàn là quán ăn không mọi người, nhiều lắm quán ăn tới bên đó luôn. Đây người ta đang ngồi ăn, phía đó thì người ta trồng nhiều cái cây xanh đó. Phía dưới đó mọi người, phía dưới người ta đang ngồi ăn, phía dưới là khu bán đồ ăn, ở trên này cũng có nữa, đây bên kia nữa. Ở đây có nhiều người ngồi lắm nè mọi người. Đây có nhiều người ngồi ở đây. Ở đây có rất là nhiều bánh mì nè mọi người. Em đang sắp hàng mua bánh mì. Đây, bánh mì đây ngon lắm mọi người, nhiều loại bánh mì lắm. Người ta đứng sắp hàng đông quá thì đông. Nãy người ta cho em miếng bánh đó, em ăn thử thấy bánh cũng ngon lắm. Phía trong nó có mấy cái hạt này hạt kia với cái mấy cái trái cây á, mọi người ăn cũng ngon lắm. Phía sau lưng em á cũng có mấy cây thông nữa đó mọi người. Đây người ta trang trí mấy cây thông, có phía sau cũng có nữa, phía trước cũng có. Cái này ngon lắm đó mọi người. Phía trong nó có cái kem bơ á, ngon lắm. Phía ngoài thì nó mềm. Em đi qua đây là em hay mua bánh này ăn lắm. Trong nó có kem nè mọi người. Ở phía trong đây thì bán nước hoa nè mọi người. Nước hoa với đồ mắt cốt, với túi sắt đó mọi người. Mấy cái này là túi hiệu tôm mì. Bên đây cũng túi sắt hiệu tôm mì luôn. Bên đó thì là Guess đó mọi người. Đây phía trên đó thì Valentino đó mọi người, túi sách đó đẹp. Bên đây thì Coffee Plan. Mấy cái này là Valentino mọi người, nó có nhiều mẫu. Đây nhiều mẫu. Ở đây bán nhiều lắm, giày người mắt kính, mấy cái đồ quên ta mắt cốt, nước hoa nhiều lắm. Bên đây thì chocola. Đây thì đồ bên make up, mấy cái hiệu nổi tiếng. Đây Shiseido. Có đồng hồ nữa mình.
đồng hồ, những thứ. Bên đây là nước hoa nè mọi người. Cái này người ta cho mình là xịt thử nước hoa tester, mình xịt thử. Mấy cái này là nước hoa, cho nước hoa tester cho người ta thử. Đây có rất nhiều mẫu khác nhau. Trong đó thôi đó mọi người, còn là nước hoa không. Bên đó thì là Dior. Đây là mắt kính Ray-Ban, mắt kính Ray-Ban. Bên đây là chocolate nè mọi người. Đây là chocolate. Đây là cảnh phía ngoài nè mọi người. Cái này là giống như xe lửa cho nó cho con nít nó chơi đó mọi người. Đây người ta bán nhiều đồ lắm, nhiều đồ ăn lắm. Đây cảnh là cảnh phía ngoài. Đây phía trong này là bán mấy móc khóa đẹp lắm mọi người. Phía trong này nè bán mấy cái móc khóa này kia đẹp lắm, nhiều lắm. Ta bán nhiều. Đây ta bán bánh thơm lắm. Mấy này là khuôn bánh đó mọi người, khuôn cho người ta đổ bánh đó. Mấy cái này là mấy cái khuôn cho người ta đổ bánh, mấy cái đồ làm bánh. Ở bên đó là chỗ cho người ta ngồi ăn, nó có cái mái che, người ta mua đồ ăn cái người ta vô đó ngồi ăn không có bị ướt. Tới bên đây luôn mọi người. Đây đây là chocolate nè mọi người, rất là nhiều loại chocolate. Đây là chocolate. Người ta làm mấy cái ngôi nhà bằng cây nhìn thấy đẹp quá mọi người. Mấy ngôi nhà người ta làm bằng cây. Đây cũng chocolate nè mọi người.